mến chào tất cả mọi người. Mỹ chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của Mỹ nha. Đây, ngày mới thì mấy anh em Mỹ lại tiếp tục để ra khơi đi lặn biển nữa. Thì ngày hôm nay người Mỹ lặn chỉ lặn gần bờ thôi. Thì mấy bữa người Mỹ lặn ở ngoài đó thì hai bữa rồi không có đâu mọi người. Nên hôm nay mấy anh em sẽ đi tìm cái điểm khác để làm. Đó, hôm nay người Mỹ sẽ chạy tới lại gần điểm ngoài khử Phan Dí luôn mọi người, để mình thả tìm những con sò ngọt hay là con gì đó có giá trị mình bắt thôi. Tại vì cái điểm này mình cũng không chắc biết có hải sản không ở đây. Vì mấy cái chỗ gần bờ này ghi chích chỗ Mỹ thì nó nhiều lắm, toàn là chích điện không thôi. Nên cũng không biết còn hải sản để mấy anh em tìm mà bắt nữa không đây. Cả nhà biết chiếc tàu về đây không? Mỹ lúc giờ Mỹ cũng thắc mắc rất là nhiều luôn, không biết tàu đây tàu gì. Nó đậu đây cũng khoảng một tháng mấy đây giờ mọi người. Mấy anh em đều ai cũng thắc mắc hết, không biết đây là tàu gì, tàu chiến hay là tàu của quân đội hay là tàu gì nữa. Đó, nếu mà cả nhà có ai biết tàu này là tàu gì có thể góp ý để cho mấy anh em biết nha. Đó, lúc giờ mấy anh em thắc mắc không biết tàu gì đây thôi, toàn là nghĩ tàu của quân đội. Nhưng mà mấy nhìn thì nó không giống tàu của quân đội mọi người. Đó, tại vì chỗ Mỹ đâu có thấy tàu của quân đội cũng gì đâu. Rồi, chắc là ghi Mỹ sắp tới điểm nha mọi người. Tại vì quân chí nó cũng gần đây thôi. Giờ mình tới đây mình thả bẫy thôi. Đó. Giờ mấy anh em sẽ chuẩn bị ăn cơm này. Ăn cơm thì nó không có cái gì đâu mọi người, nên Mỹ cũng không có muốn quay. Tại có một số anh em thì không thích ghi hình đó mọi người. Rồi, Mỹ sẽ xuống để ăn cơm luôn nha. Giờ thì ghi Mỹ cũng đã tới điểm rồi. Đó là chỗ Phan Dí cửa mọi người. Đây, nước trong cửa nó ra thì rất là dơ luôn. Đó mọi người xem, không biết nước ở dưới có thấy không đây. Giờ thì mấy anh em sẽ bắt đầu nhảy xuống lặn nha. Nếu mà nước thấy thì Mỹ sẽ ghi hình lại để cho mọi người cùng xem. Còn nếu mà không thì thôi nha. Đó, ngày hôm nay thì ghi Mỹ chỉ còn có 6 anh em thợ lặn thôi. Với chú bé, với anh Nam nữa là có thể trên ghi chỉ có 8 người. Đó là anh Lát. Ok, giờ Mỹ sẽ đeo chì qua nhảy thôi. Không biết nước dưới thấy không đây, nước chắc là dơ luôn. Đó, mọi người thấy không, ở trên mặt nó có một lớp nước ở trong phen dưới cửa tôi á mọi người, nó chỉ nằm ở trên mặt thôi. Wow, công nhận nước ở trong này rất là mờ luôn cả nhà. Đó, ở trên thì toàn là dông dưa không đó mọi người. Đây, nhưng mà Mỹ vẫn thấy đã nha. Rồi, mới nhảy xuống thì Mỹ phát hiện được một cái dấu của con ốc tỏi nha. Ốc tỏi này nó cũng vừa thôi cả nhà. Đây, một con nữa nè. Đó, con này thì nó hơi bé, nên Mỹ sẽ bỏ con này lại. Con này nó còn bé nha, Mỹ sẽ lựa con nào sổn sổn đủ kích thước thì Mỹ bắt thôi. Đó, đây là những cái dấu của những ốc tỏi này. Đây nữa nè. Đó, một con nữa nè. Đó, con này thì nó hơi ù nè. Con Mỹ lựa con nào mà ù nặng thịt đó mọi người, Mỹ sẽ bắt. Dù cũng quá mỏng luôn, nhưng mà có con nó nhỏ hơn, có con nó chỗ cỡ Mỹ sẽ bắt. Lại là ốc tỏi. Rồi, giờ thì Mỹ sẽ lựa con nào bự Mỹ bắt, con nào nhỏ Mỹ sẽ thả lại nha. Cả nhà hơn đi chưa, hình như con này nó mới nhảy lên thôi cả nhà. Đây, một con sò ngọt duy nhất. Đó, Mỹ chạy tới đây Mỹ thấy nó nằm trên mặt đất luôn rồi, Mỹ không có thấy nó nhảy lên. Đó, cũng còn mong cho có sò ngọt thôi cả nhà. Sò ngọt hiện tại thì giá nó cao lắm. À, ốc này nhỏ nữa giờ. Thank you.
Mỹ gặp thêm một cái dấu của con sò gọt đó nè, nhưng mà dấu thì rất là khó thấy ha, nó không thấy cái đường kỹ sạn luôn mọi người. Đó, Mỹ được con thứ hai. Con ốc mỡ. Đó, sò chỗ này nãy giờ Mỹ chạy thì theo Mỹ cảm nhận thì hải sản chỗ này nó ít lắm cả nhà, nó không có được nhiều đâu, cứ chạy lâu lâu mới được một con thôi. Đó, ốc bỏi này thì nó có lai dai nè, còn những mặt hải sản khác thì nó rất là ít luôn. Đó, phía trước Mỹ là Hải Khánh. Có con sò bánh chán nữa đây. Đó, nhìn bánh chán này thì nó gõ dày nên bị xích bắt luôn. Có một con cá trình nữa kìa, cá nó chết rồi cả nhà. Đây lại là bạn Khánh. Một con ốc đá nữa đây. Đó, ốc đá thì Mỹ thấy giống nó nè. Ốc đá này hiện tại giá khoảng trăm mấy chục ngàn đồng một ký luôn cả nhà. Mỹ công nhận sò hiện tại mặt hải sản nào nó cũng giá trị cao hết. Cả nhà biết vì sao nước tự nhiên nó chuyển sang màu tối không? Đó, ở trên đó Mỹ nghe tiếng mưa trên đó mọi người, Mỹ nghe tiếng mưa luôn đó. Mỹ nghĩ chắc mưa to lắm đây nên nó mới tối như thế này. Nên có gì mọi người thông cảm cho Mỹ nha, do trời mưa nên nó cũng sẩm tối theo luôn. Có con bạch tuộc nhỏ này, nãy giờ Mỹ chẳng thấy có bạch tuộc đâu, rồi Mỹ cũng không có bắt đâu. Có bạch tuộc thì Mỹ sẽ bắt, còn đây cũng ít lắm mọi người. Nãy giờ Mỹ gặp con đó con duy nhất đó. Thank you.
Đó, bây giờ thì cũng đã tạnh mưa rồi nên nước cũng đã trong xanh lại rồi nè. Wow, cả nhà xem này, con sò ngọt này nó nấu lên nửa con luôn. Rồi, con này là con thứ ba luôn cả nhà, sớm giờ mới bắt được ba con sò ngọt thôi. Wow, con này nếu mà Mỹ không bắt chắc chắn nó cũng sẽ chết thôi nè. Rồi sớm giờ mấy anh em bắt cũng rất là ít luôn cả nhà. Đó, ba anh em ngượng mớ thôi, xuống đây thì cũng không thấy nữa nên giờ Mỹ sẽ lên nha. Em xem thử tại công sẽ đồn đi đâu nữa đây cũng không biết nữa, giờ mình lên nó xem tại công như thế nào. Đó, đó là anh nhỏ cũng về sớm lên luôn đó mọi người. Đó, Mỹ mang lên khoảng gần tới mặt nước thì nước rất là dơ ha. Nước này từ trong cửa nó trôi ra mọi người nên rất là dơ. Rồi, đi Mỹ thì không có đôm đâu nữa cả nhà. Chỉ dời lên lại chỗ hồi sáng mình em mới nhảy xuống nó có dấu ốc tỏi á mọi người. Nên mình em dán cày luôn. Nghe nói Vũ tại công điện vào thì là ốc tỏi loại 2 này nó cũng có giá trị lắm. Nhưng mà nghe nói có giá trị thôi mọi người, cũng chưa biết nó giá trị nó là bao nhiêu. Đó, mình em bắt đầu sẽ nhảy lại đi bắt những con ốc tỏi này lại tiếp nha. Không biết có thêm sò ngọt hay là con sò gì nữa không đây. Cầu mong cho nó có. Sớm giờ mấy anh em nhảy xuống lại thì chạy không thôi cả nhà. Ở hải sản thì cũng ít lắm, cũng không có đâu, cứ chạy đi tìm thôi. Chắc hôm nay mấy anh em chắc thù nữa quá, chắc thù 2 bữa trước rồi
thì chắc bữa nay thất thu nữa là không biết sao luôn đây. Giờ thì thôi mấy anh em cứ chạy thôi, gặp thì bắt còn gặp thì thôi. Đó, ảnh nhanh đi nói là không có đó mọi người, cứ lâu lâu mới được một con. Đó, anh Hùng chào mọi người nha. Rồi, hải sản thì cũng ít lắm mọi người. Giờ thì Mỹ sẽ tự sướng một mình nha. Đó, giờ sẽ cầm máy quay tự quay mình lại thôi, tự sướng mọi người. Tại vì giờ Mỹ đẹp trai mà, giờ phải tự sướng thôi. Đây là thành quả hôm sớm giờ của 6 anh em nha. Sáng giờ mấy anh em lặn thì chủ yếu mấy anh em nhờ ốc tỏi thôi cái nhà. Đó thì 6 anh em thì bắt được đây được 3 xô mấy ốc tỏi rồi. Đó. Đây. Một. Đây. Mới lỡ được mớ đây nè mọi người. Đó được 3 xô được mớ đây. Còn cái đây. Bánh tráng. À, quay với sò mai với mọi người, mía lộn. Đây sò ngọ. Đó. Sò ngọ thì chắc cũng tầm khoảng mười mấy con thôi cả nhà. Đây. Lựa ra những con ốc tỏi gió dày nhất nè. Ốc tỏi loại 1. Còn loại đây chỉ là loại 2 thôi. Nhưng mà loại 1 ít lắm mọi người, chủ yếu mình chỉ nhờ ốc tỏi loại 2. Đây, wow, với được 2 con ốc dâu nữa nè. À, với được mấy con ốc hương nữa mọi người. Cũng 3-4 con gì đó. Còn đây tấm sò nè, mica. Đó, sò mica, chai, ốc đá, ốc mỡ, bánh tráng. Đó, thì nó chỉ có được nhiêu đây thôi cái nhà, chứ không có được nhiều nữa đâu. Thôi Mỹ cũng chỉ xin kết thúc video này luôn nha. Mỹ cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi video của Mỹ. Giờ thì Mỹ xin hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha.